Zelensky nói về kết thúc xung đột, phương Tây hoang mang. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tên lửa UAV Nga ồ ạt tấn công loạt sân bay Ukraine được thiết lập để chứa các máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp. Zelensky nói về kết thúc xung đột khiến phương Tây hoang mang. 60 nghị sĩ Nga đào tẩu, chuẩn bị kế hoạch khủng bố ở Nga nhằm lật đổ Putin. New York Times tiết lộ những gì NATO sẽ cung cấp cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Lầu Năm Góc không biết 62 triệu USD viện trợ quân sự của Ukraine đi đâu. Trump và Biden cáo buộc nhau khuyến khích Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Và các tin tức đáng chú ý khác. Quý khán thính giả thân mến, các bản tin bình luận của kênh chỉ mang quan điểm cá nhân có tính chất tham khảo, nhằm đem đến quý vị một góc nhìn đa chiều của sự việc và không nhằm phản đối, đả kích bất kỳ một cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào. Nếu quý vị có những góc nhìn khác nhau thì hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Điều này sẽ giúp cho kênh ngày càng cải thiện hơn để có thể phục vụ quý khán thính giả ngày càng tốt hơn. Và không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ đi vào phân tích vấn đề ngay sau đây. Tên lửa UAV Nga ồ ạt tấn công loạt sân bay Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang. Mặt trận nóng nhất chiến trường tiếp tục ở tỉnh Donetsk. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Mykola Oletschuk, cho biết rằng trong đêm 27 tháng 6, quân Nga đã ồ ạt dội tên lửa vào Ukraine, trong đó sử dụng tên lửa phóng từ trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái UAV tấn công. Điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev Sergei Lebedev nói với RIA Novosti rằng quân đội Nga đã tấn công vào khu vực các làng Shevchenkovo và Kodiyarovo, nơi phát hiện cơ sở lắp đặt HIMARS MLRS, từ đó họ tấn công Crimea. Người đối thoại cho biết, vào lúc 21 giờ 45 phút, người ta nghe thấy một vụ nổ ở khu vực các ngôi làng nhỏ Shevchenkovo và Kodiyarovo, cách sân bay Kubakino không xa. Theo người dân địa phương, đã có một vụ nổ kép. Rất có thể là một vụ nổ kho đạn hệ thống HIMARS, là nơi thường xuyên bắn các phát đạn tầm xa về phía Kherson và Crimea. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 27 tháng 6, diễn ra tổng cộng 148 cuộc giao tranh giữa hai lực lượng Nga-Ukraine trên khắp tiền tuyến. Tình hình hiện rất căng thẳng ở mặt trận thành phố Torez, tỉnh Donetsk. Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã hơn 51 lần không kích lãnh thổ Ukraine và hơn 127 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS về phía quân Kiev. Hãng tin RT ngày 27 tháng 6 cho biết, quân đội Nga đã triển khai đợt tấn công sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ trên biển, tên lửa siêu thanh Kinzhal và máy bay không người lái để tập kích các cơ sở hạ tầng sân bay của Ukraine, nơi dự kiến tiếp nhận dàn máy bay được phương Tây cung cấp. Phía Ukraine cho biết, Nga phóng 29 tên lửa, UAV tự sát tập kích nước này. Phần lớn bị đánh chặn, nhưng một quả đạn siêu vượt âm Kinzhal có thể đã lọt qua lưới phòng không. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho hay, lực lượng phòng không đã bắn hạ 28 mục tiêu, gồm toàn bộ 23 UAV tự sát cùng các tên lửa Kalib và KH-59-69, nhưng không đề cập tới quả siêu thanh Kinzhal và mục tiêu của nó. Kiev từng nhiều lần tuyên bố chặn được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, nhưng thường xuyên để lọt các loại vũ khí này và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander trong các đòn tập kích của Moscow những tuần qua. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả mục tiêu theo kế hoạch đã bị phá hủy, nhưng không nêu rõ số lượng hoặc vị trí các sân bay bị tấn công. Thông tin trên được công bố giữa lúc các nước phương Tây ủng hộ Kiev như Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine 60 chiếc F-16 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hiện chưa có chiếc F-16 nào được bàn giao cho Ukraine. Moscow đã nhiều lần cảnh báo bất kỳ vũ khí nào của phương Tây được bàn giao cho Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga, bao gồm máy bay chiến đấu do nước ngoài cung cấp cho Kiev và các căn cứ chứa chúng. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapulov cũng nhấn mạnh rằng nếu bất kỳ chiếc F-16 nào do phương Tây cung cấp đóng quân ở sân bay NATO nhưng được Kiev sử dụng trong hoạt động chiến đấu, các cơ sở này cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Trước đó, tờ Business Insider lưu ý rằng việc tiêu diệt các máy bay chiến đấu F-16 ở Ukraine, hoặc nói cách khác là việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng chúng không thành công, có thể dẫn đến thực tế là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bị suy giảm. Zelensky nói về kết thúc xung đột khiến phương Tây hoang mang. Một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ được đưa ra trong vài tháng tới, và Kiev thực sự không tìm cách kéo dài tình trạng thù địch trong những năm tới. Đây là tuyên bố hôm 27 tháng 6 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Theo RT, nhà lãnh đạo Ukraine đã tới Brussels
để ký thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu EU nhằm đảm bảo hỗ trợ quốc phòng cho Kiev, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và đào tạo. Ông Zelensky nói, Ukraine không muốn kéo dài cuộc chiến. Chúng tôi không muốn nó kéo dài trong nhiều năm. Chúng tôi đã có nhiều người bị thương và thiệt mạng trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng. Tổng thống Ukraine hiếm hoi thừa nhận mức độ thiệt hại và thương vong trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi, nhưng ông không cung cấp số liệu cụ thể. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine, nhà báo Ireland Jay Bowes lưu ý trên mạng xã hội X rằng Volodymyr Zelensky ủng hộ việc chấm dứt xung đột nhưng vẫn không muốn làm hòa với Nga. Jay Bowes viết rằng Zelensky cuối cùng cũng thừa nhận những tổn thất nặng nề mà Ukraine đã phải gánh chịu và tiếp tục phải gánh chịu dưới chế độ độc tài của ông. Vậy mà ông vẫn từ chối hòa bình với Nga. Đã là diễn viên thì mãi mãi là diễn viên, như người ta nói. Trong khi đó, thành viên Hội đồng Liên bang Sergei Shakov giải thích lý do Tổng thống Ukraine đột ngột thay đổi quan điểm về xung đột quân sự. The News.ru viết về điều này. Theo thượng nghị sĩ, Volodymyr Zelensky không muốn kéo dài xung đột do áp lực của dư luận và những tổn thất đáng kể của lực lượng vũ trang Ukraine cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi quan điểm của nhà lãnh đạo Ukraine. Chính trị gia lưu ý rằng, điều này đã khiến xã hội Ukraine phấn khích, vốn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tất cả điều này gây áp lực lên Zelensky. Shakov cũng bày tỏ tin tưởng rằng, giờ đây Zelensky chỉ đơn giản là kéo dài nỗi đau đớn của chính mình và nỗi đau của Ukraine, với hy vọng nhận được càng nhiều tiền càng tốt từ phương Tây. Ukraine từ lâu đã giữ im lặng về con số thương vong phải gánh chịu, thay vào đó khẳng định đã gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Hồi tháng 2, ông Zelensky cho hay, ít nhất 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong 2 năm xung đột. Đáng chú ý, nhà phân tích người Anh Alexander Mekoris cho biết trên blog YouTube của mình rằng Ukraine đã mất kỷ lục 2.345 quân trong ngày 25 tháng 6. Mekoris nói rằng, quân đội Ukraine trên tuyến liên lạc đã chịu thương vong 2.345 người. Tôi chắc chắn rằng đây là con số kỷ lục trong suốt thời gian chiến sự. Theo nhà phân tích, lực lượng vũ trang Ukraine không có tổn thất như vậy ngay cả trong giai đoạn tồi tệ nhất của họ vào mùa hè năm 2023. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Belousov ước tính Kiev đã mất 35.000 quân chỉ riêng trong tháng 5. Người tiền nhiệm của ông Belousov là ông Sergei Shoigu từng tuyên bố hồi tháng 2 rằng Ukraine đã mất hơn 440.000 binh sĩ kể từ khi bùng nổ xung đột với Nga. 60 nghị sĩ Nga đào tẩu chuẩn bị kế hoạch khủng bố ở Nga nhằm lật đổ Putin. Theo báo cáo của ấn phẩm The Times, hơn 60 chính trị gia Nga đã tổ chức một cuộc họp ở Ba Lan nhằm thực hiện một cuộc đảo chính ở Nga. Dự án này có thể được trình bày trong hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 75 tại Washington. Ấn phẩm lưu ý rằng, kế hoạch này được cho là bao gồm việc kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt chống Nga và hỗ trợ các hành động nhằm gây bất ổn tình hình bên trong Nga, bao gồm cả nỗ lực nhằm vào mạng sống của các quan chức chính phủ. Tài liệu làm rõ rằng, cựu phó Duma quốc gia Ilya Bunobarev có trong sổ đăng ký đặc vụ nước ngoài và danh sách những người cực đoan và khủng bố của Rosfin Monitoring, người tham gia vào các hoạt động của Quân đoàn Tự do của Nga, một tổ chức được coi là khủng bố và bị cấm ở Liên bang Nga, đang tham gia xây dựng kế hoạch. Bunobarev đã trốn khỏi Nga vào năm 2014 sau khi một vụ án hình sự được mở ra chống lại ông vì tội tham ô. Đầu tiên Bunobarev đến Mỹ, sau đó đến Ukraine, nơi ông ấy được cấp giấy phép cư trú tạm thời và sau đó được cấp quyền công dân. Năm 2022, Bunobarev bị đưa vào danh sách truy nã ở Nga vì phát tán tin giả về quân đội. FSB đã mở các vụ án hình sự chống lại Bunobarev, bao gồm cả tội phản quốc dưới hình thức đào ngũ sang kẻ thù và tham gia vào một tổ chức khủng bố. Theo Phó Trung tướng Duma Quốc gia Viktor Sobolev, các cựu nghị sĩ trốn khỏi Nga có thể đang phát triển một kế hoạch khủng bố ở chính quê hương của họ. Ông tin rằng đây là những người chống Nga nhận tiền từ các cơ quan tình báo phương Tây. Ông cho biết tổng cộng có khoảng 20 cựu nghị sĩ như vậy trong nhóm. Viktor Sobolev nói rằng, chúng tôi có nhiều chính trị gia đã trốn khỏi Nga, chẳng hạn như cựu thủ tướng Mikhail Kasyanov được Bộ Tư pháp Liên bang Nga liệt vào danh sách đặc vụ nước ngoài. Các phó thủ tướng, tổng cộng hiện có khoảng 20 người. Đây là những người chống Nga được cơ quan tình báo phương Tây trả tiền. Có thể họ đang nghĩ đến những kế hoạch tương tự. Ông cũng chỉ ra công việc của FSB và lưu ý rằng nếu các nhà báo phát hiện ra việc chuẩn bị cho tình trạng bất ổn trong nước, điều này có nghĩa là cơ quan này đang hoạt động hiệu quả. Phó Trung tướng Duma Quốc gia Nga kết luận, những sự kiện gần đây ở Dagestan cho thấy các cơ quan tình báo phương Tây muốn gây bất ổn tình hình ở Nga. Không có gì nghi ngờ rằng họ đứng đằng sau những sự kiện này. Nhưng liệu những công dân trước đây và bây giờ là những kẻ thù ghét nước Nga có tham gia vào những kế hoạch như vậy hay không thì phải được cơ quan có thẩm quyền điều tra.
New York Times tiết lộ những gì NATO sẽ cung cấp cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Tờ New York Times hôm 26 tháng 6 đưa tin, tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, NATO sẽ đề xuất thành lập một phái đoàn điều phối cung cấp quân sự, huấn luyện binh sĩ Ukraine và hợp tác theo các thỏa thuận an ninh song phương dài hạn. Washington và Brussels hy vọng rằng sáng kiến này sẽ giúp cho họ có thể công bố điều gì đó quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh mà không cần đưa ra các cuộc đàm phán gia nhập Ukraine mà họ chưa sẵn sàng. Theo The New York Times, bằng cách tạo ra một sứ mệnh tại căn cứ quân sự Mỹ ở West Baden, có tên là Hỗ trợ và huấn luyện an ninh của NATO cho Ukraine, liên minh này hy vọng sẽ trấn an được Volodymyr Zelensky. Phái đoàn sẽ do một tướng Mỹ đứng đầu, báo cáo trực tiếp với NATO và Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, sẽ điều phối cung cấp quân sự cho Kyiv, bao gồm máy bay chiến đấu F-16, pháo binh và hệ thống phòng không. Phái đoàn cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận song phương dài hạn mà nhiều nước châu Âu đã ký với Ukraine. Theo nguồn tin của ấn phẩm, vì sứ mệnh sẽ được thực hiện dưới sự bảo trợ của NATO, nên việc hỗ trợ cho Ukraine sẽ không dừng lại ngay cả khi Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ. Bài báo viết, hy vọng rằng các cam kết sẽ làm hài lòng Zelensky và dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh suôn sẻ hơn hội nghị thượng đỉnh trước đó ở Vilnius, nơi Tổng thống Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng của mình với việc thiếu một thời gian biểu chắc chắn cho các cuộc đàm phán thành viên. Như vậy, theo giới chuyên gia, chính quyền Joe Biden và các nhà lãnh đạo NATO đưa ra sứ mệnh này như một sự dung hòa giữa mong muốn mở rộng hơn nữa liên minh về phía đông nhưng không phải chịu tổn thất trực tiếp do cuộc chiến ở Ukraine. Đồng thời, NATO sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những lời hứa về tư cách thành viên để không làm giảm cường độ giao tranh ở mặt trận. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo rằng sứ mệnh như vậy là con đường trực tiếp dẫn đến Thế chiến thứ ba. Đối với Nga, việc Ukraine gia nhập NATO hay không không làm thay đổi bất cứ điều gì trên thực tế, bởi vì với những lời hứa như vậy, người Ukraine sẽ tiếp tục các hành động chiến đấu. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nói rằng mục tiêu chính của chiến lược này là biến cuộc xung đột Ukraine thành một cuộc chiến bất tận giữa châu Âu và Nga. EU đã trở thành đầu tàu của cuộc xung đột này, chịu trách nhiệm về việc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, tức là châu Âu đang chuẩn bị cuộc chiến với Nga. Bằng cách này, cái gọi là chiến lược mơ hồ có chủ ý đang được thực hiện liên quan đến Nga. Điều này cho phép Hoa Kỳ quản lý sự leo thang của cuộc xung đột với Liên bang Nga. Điểm mấu chốt là, trên cơ sở chính thức, hành động của Washington không phải là cơ sở cho phản ứng trực tiếp và cứng rắn từ Moscow. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thực chất, hành động của Mỹ về cơ bản ảnh hưởng đến an ninh của Nga. Đồng thời, Zelensky đã cố gắng thuyết phục đồng bào của mình rằng Ukraine sắp được kết nạp vào NATO, mặc dù ông ấy biết rất rõ rằng thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, chỉ có như vậy, Kyiv mới nhận được nguồn cung cấp vũ khí và nguồn viện trợ và người dân sẽ tiếp tục chiến đấu. Và theo đó, các thành phần tham nhũng trong chính quyền Ukraine cũng sẽ tiếp tục được vồ béo. Lầu Năm Góc không biết 62 triệu USD viện trợ quân sự của Ukraine đi đâu. Một báo cáo mới từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố hôm 26 tháng 6 đã xác định những vấn đề nghiêm trọng trong việc theo dõi các nguồn cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Tờ Daily Caller cho biết rằng số vũ khí trị giá 62 triệu USD bị mất hoặc bị phá hủy và Lầu Năm Góc thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Cơ quan giám sát phát hiện rằng tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, tổng cộng 62,2 triệu đô la phần cứng được chỉ định cho mục đích giám sát sử dụng đã được báo cáo là mất tích. Trong số đó có thiết bị nhìn ban đêm, tên lửa chống tăng Javelin và các đơn vị phóng tên lửa. Theo báo cáo, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ ODC tại Ukraine không thể biết món nào trong số này đã bị mất và món nào đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng. ODC hợp tác với Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Ukraine để cung cấp thiết bị và huấn luyện cho Kyiv trong cuộc xung đột với Nga. Quân đội Ukraine sẽ báo cáo với ODC về việc sử dụng các thiết bị do Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng Thanh tra phát hiện rằng các báo cáo mất mát được nộp sau trung bình 301 ngày, dài hơn khoảng 10 lần so với khung thời gian yêu cầu. Tài liệu cho biết, điều này làm tăng nguy cơ Bộ Quốc phòng có thể mất trách nhiệm giải trình đối với các mặt hàng quốc phòng chỉ định cung cấp cho Ukraine. Bài báo lưu ý rằng, việc xác định xem có chuyển hướng viện trợ quân sự hay không nằm ngoài phạm vi của cuộc điều tra. Các cáo buộc về hành vi phạm tội liên quan đến vũ khí của Hoa Kỳ gửi đến Ukraine đang được điều tra. Ấn phẩm Daily Caller News Foundation hồi tháng 3 đưa tin rằng hơn 1 tỷ đô la vũ khí và viện trợ quân sự mà chính quyền Biden gửi tới Ukraine đã quá hạn sử dụng, do đó không hoạt động hiệu quả và bị loại khỏi tuyến đầu của cuộc chiến, bao gồm xe tăng, máy bay không người lái, hệ thống tên lửa và bom.
Trump và Biden cáo buộc nhau khuyến khích Putin. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đối thủ của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, đã cáo buộc nhau khuyến khích Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Họ đã công kích hồ sơ chính sách đối ngoại của nhau trong cuộc tranh luận Tổng thống do CNN tổ chức tại Atlanta, Georgia vào thứ Năm ngày 27 tháng 6. Trump cho rằng Biden đã làm tổn hại danh tiếng của nước Mỹ trên trường thế giới, và đó là một trong những yếu tố thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đang diễn ra ở quốc gia láng giềng vào tháng 2 năm 2022. Ông Trump nói, nếu chúng ta có một tổng thống được Putin tôn trọng, ông ấy sẽ không bao giờ xâm lược Ukraine. Biden không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Bạn biết đấy, tôi nghĩ ông ấy đã khuyến khích Nga vào cuộc. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng Putin đã nhìn thấy sự bất tài của Washington trong quá trình rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021. Đó là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, Trump nói. Khi Putin nhìn thấy điều đó, ông ấy nói, bạn biết không, tôi nghĩ chúng ta sẽ đến Ukraine. Ông Trump cũng nói rằng, đáng lẽ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 sẽ không bao giờ diễn ra dưới sự giám sát của ông, bởi vì Iran đã phá sản nếu ông còn là Tổng thống Mỹ. Khi đến lượt Biden phát biểu, ông khẳng định chính Trump là người khuyến khích Putin. Ông Biden nói, anh chàng này nói với Putin, làm bất cứ điều gì anh muốn, và đó chính xác là những gì Trump đã làm với Putin, khuyến khích ông ấy. Ông Trump xen vào, nói rằng, tôi chưa bao giờ nói thế. Khi được Dana Pass của CNN hỏi rằng, liệu các điều khoản hòa bình mà Putin đề xuất với Ukraine có thể chấp nhận được với ông hay không? Ông Trump trả lời, không, chứ không thể chấp nhận được. Sau đó, ông nhắc lại tuyên bố rằng ông sẽ giải quyết cuộc chiến đó nếu được tái đắc cử. Ông Biden nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải tiếp tục giúp đỡ Ukraine và tuyên bố rằng Nga có khả năng tấn công một quốc gia NATO trong tương lai. Ông nói, nếu Putin chiếm Ukraine, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với Ba Lan? Cuộc tranh luận mang tính lịch sử giữa ông Trump và Biden được phát trên đài CNN mà không có khán giả trực tiếp về nhiều vấn đề từ kinh tế, phá thai, nhập cư cho tới xung đột Israel-Hamas và xung đột Nga-Ukraine. Theo hãng tin Reuters, đây là cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Bởi lẽ thông thường, cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên được tổ chức vào những tháng mùa thu, tức tháng 9 hoặc tháng 10, sau khi Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tổ chức đại hội để chính thức đề cử ứng viên tổng thống của mỗi đảng. Theo đài CNN, hai thành viên Đảng Dân Chủ, một người ở vị trí cao cấp, đã bày tỏ lo ngại về phần tranh luận của tổng thống Joe Biden. Sau khoảnh khắc rung rẩy của ông Biden, khi ông dường như mất đi dòng suy nghĩ về chương trình Medicare, một quan chức bình luận, không có gì tốt. Ông Van Jones, nhà bình luận chính trị của CNN và từng là cố vấn đặc biệt của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, bình luận phần tranh luận của Tổng thống Joe Biden thật đau đớn. Ông nhận xét, tôi yêu quý ông Joe Biden, nhưng ông ấy chẳng làm tốt chút nào. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố chiến thắng. Các đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là Susie Wise và Chris Lacivita đã tuyên bố chiến thắng từ trước khi ông Trump và ông Biden đưa ra các phát biểu cuối cùng tại cuộc tranh luận tổng thống. Họ cho rằng ông Biden đã cho thấy chính xác lý do tại sao ông ấy, tức Biden, đáng bị sa thải. Wise và Clasivita cho biết trong thông cáo báo chí, tối nay, ông Trump đã mang đến màn tranh luận tuyệt vời nhất và đây là chiến thắng lịch sử dành cho lượng cử tri lớn nhất trong lịch sử. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có những góc nhìn và quan điểm khác nhau, thì hãy để lại bình luận bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.